Thưa quý vị, vào chiều nay, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị Long An Lê Thị Song An chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các luật liên quan đến tài chính, kinh tế và luật dự trữ quốc gia. Tham gia trao đổi dự thảo luật hoạt động giám sát, các đại biểu tập trung góp ý về quy định chất vấn, tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề và người bị chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Một số ý kiến cho rằng các tiêu chí được bổ sung quá nhiều, có sự trùng lặp, gây khó khăn trong thực hiện. Ngoài ra, các đại biểu còn đóng góp cho các luật liên quan đến tài chính kinh tế như luật chứng khoán, luật kế toán, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công và luật quản lý thuế. Các nội dung được quan tâm bao gồm điều kiện và quyền của nhà đầu tư, quy định về quản lý thuế đối với kinh doanh trên nền tảng số, trách nhiệm của các bộ ngành trong phối hợp quản lý tài chính, cũng như quy định về xử lý vi phạm. Với luật dự trữ quốc gia, các đại biểu đề xuất bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong việc phê duyệt mua bù hàng dự trữ, nhập và xuất hàng phục vụ công tác đối ngoại. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Lê Thị Song An ghi nhận các ý kiến cho tổng hợp và kiến nghị lên Quốc hội để xem xét, hoàn thiện các dự thảo luật.